Xin chào mọi người Tối nay em lên cho mọi người con HP ProBook Màn hình 15.6 nha mọi người Nói chung là cái dòng này là văn phòng rất là ok luôn Màn hình lớn Đây em quay cái ngoại hình cho mọi người xem ha Đây nè ProBook nha mọi người Đó Máy còn đẹp Không có bị chày xước Không có bị cấn móp gì hết nha mọi người 15.6 in Rất là ok Dùng văn phòng rồi là mình mở ra cũng sang trọng đẹp đây mọi người ha 15.6 in nó là HP ProBook à, cái tên cái tên sao em quên mất tiêu rồi để 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 em 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 view cái cái phím rồi này kia rồi cái mình đi tìm hiểu cái cấu hình với cái mô đen của nó nha mọi người đây nè ban đêm dưới cánh đèn led cho nên nó là thấy rất là rõ mọi người ha cái hp thường thường cái vàng loa phía trên này nè rất là đẹp ha mọi người đây nè cái mặt nó nhôm xước xước mọi người thấy không kiểu vậy nè mà dọc rất là sang nhìn rất là đẹp con này là coi y 5 thế hệ 8 mọi người gen 8 luôn nè đó gan 8 luôn á phím còn rất là đẹp ha không có thấy dấu hiệu là bị bóng hay gì hết mọi người ha đó, nè đó, phím còn rất là đẹp ờ à cái gì đây mười lăm sáu thì nó có phím số bên hông là mình mọi người đó thì à, mình làm văn phòng á hoặc là nhập số liệu rồi làm gì nó cũng nhanh hết cho nha mọi người nói chung là cái dòng này là dòng văn phòng người ta rất là yêu thích vừa đẹp bền mà hả à, sử dụng dễ nữa có phím số bên hông là nhập dữ liệu dễ nàng tìm cái tìm hiểu cái cấu hình của nó nha Đây nha mọi người. Con này là tên của nó là HP ProBook 450 G5. Đó màn hình 15.6 inch nha mọi người. À Core i5 thế hệ 8. Đây, à, em em nói cái này nè, em nhấn mạnh cái này để mọi người ví dụ như có mua máy thì mình sẽ để ý và mình à, mình, à, mình 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 so sánh nó dễ hơn nha. Cái con này là Core i5 8250U nó là thế hệ 8 cho nên chip mới nó 8 CPU nè mọi người. Cũng cái HP 450G5 ngoại hình như vậy và cũng 15.6 in luôn. Đó uh, nhưng mà nó i5 thế hệ 7 nha mọi người. Thì nó chỉ 4 CPU thôi. Em không nhớ là cái trước này bao nhiêu em cũng không có rành nữa nhưng mà nó có uh, HP ProBook 450G5 i5 thế hệ 7. Còn con này là i5 thế hệ 8 nha mọi người đó cho nên là mọi người mình 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 xem và mình mua máy thì mình mình để ý cái chỗ đó ha ví dụ không phải là mua chỗ em nhưng mà ví dụ là có mua chỗ khác hay gì thì mình nhớ để ý cái thế hệ à, cái thế hệ là nó cũng quan trọng lắm à, cái máy nhanh hay máy dở hay là như thế nào đó nó cũng cũng hoặc là đời mới hơn nó dễ mọi người ram con này là 16 sáu g luôn nha mọi người đây nè đó à, cái điện thoại nó hơi mờ đây ram 16 sáu uhm. g rồi à, cái bộ nhớ của nó con này á, là nó chạy à, hb thường thường nó chạy hai cái à, ổ cứng song song với nhau luôn một cái sd một cái hdd nó rất tiện cho mình à, mọi người ăn tiện chỗ nào ấy nha là à, bình thường á, người ta kêu là máy chạy sd thì chạy nhanh đúng không thì à, ví dụ như, như cái con này nè nó đang chạy một cái sd là 128 trăm hai g cộng với lại cái HDD là 500G luôn thì cái cái SSD uh, à, này thì bình thường nó chạy cho phần mềm mình khởi động máy mình tải mình làm gì nó cũng nhanh hết trơn á như mọi máy SSD khác còn cái phần mà HDD này mình có thể chứa dữ liệu này mình có hình ảnh hay là những cái dữ liệu quan trọng của mình thì mình cất vô trong cái ổ này cái ổ 500G cái ổ À, HDD 500 g này nha mọi người. Ví dụ như sau này mình muốn à, mình reset lại máy, mình cài đặt lại máy hay gì đó, thì mình cũng à, cái cái trong cái ổ D này nó mình không có đụng đến nó là cũng không có bị mất dữ liệu gì hết mọi người. Nó giống như là một cái ổ chứa vậy đó. À, rất là tiện luôn. Đó, à, nó vẫn trẻ D 128 g cộng à, HDD là 500 500 g nha mọi người. Màn hình 15.6 không? Nói chung là tiện pin thì ok. Bên là Bên con này là Bên là chắc chắn trên 2 tiếng rồi mọi người Đó Em quay cho mọi người xem rõ ừ. Uhm. Đây Máy to Mà cái mẫu này nó cũng đẹp nữa mọi người Mẫu này mọi người không biết Mọi người thấy sao chứ em thấy mẫu này rất là đẹp Ví dụ như mình làm văn phòng rồi đó Mình để như vậy nè Mình để nhìn từ ở ngoài vào nhìn nó cũng đẹp mình thường thường 15.6 thì hay để một chỗ có khi mình mang đi lại mình mình đi mình ví dụ như mình đi công việc mình đi quán này kia thì mình kẹp mình đi cũng được nó, nó đương nhiên là cái loại nhỏ hơn ví dụ như loại 13.3 hay là 12.2 người ta hay mang đi hơn nhưng con này mang cũng được to rõ mình ngồi mình làm việc đây mọi người nhìn thấy không dàn loa đèn phím nữa đẹp ha em báo giá cho mọi người con này giá Nói chung là rất chi là em cho mọi người một con thế hệ 8 i5 thế hệ 8 ram 16g à, SD 128 cộng HDD là um, HDD là 500g là con này là 7 triệu 8 nha mọi người máy kèm sạc sạc dinh theo máy ha À, từ nhật về dinh nguyên bản Không có sửa chữa, không có gì hết trơn À em nói về màn hình của con này Để mọi người đỡ phải hỏi luôn Nói chung là nó sao thì mình view vậy Để mọi người xem video thì mọi người đỡ phải hỏi Con này là màn hình của nó nè Màn hình của nó là màn hình HD thôi nha mọi người Đây nè, HD nhưng mà màu rất là tươi luôn mọi người Màu rất là đẹp HD nhưng mà màu rất là đẹp nha Màu không có mờ đâu, màu nó tươi lắm có chống chói không ta. Ồ có chống chói nha mọi người. Có chống chói á, không có uh, không có thấy bóng của ánh đèn luôn mọi người. Dù nó là HBH uh, uh, màn hình HD nhưng mà nó chống chói cực kỳ luôn nha mọi người. Đó, nhìn nghiêng nhìn này kia vẫn vẫn uh, không có bị chói đâu. Rất là ok ha. Ai mua thì uh, liên hệ em qua số điện thoại, kết bạn qua Zalo. À, mọi người chuyển khoản cọc 1 triệu em sẽ ship code cho mọi người rồi thời gian mọi người nhận hàng em bao test cho uh, mọi người uh, 7 ngày trong 7 ngày đó lỡ mà máy mà có vấn đề gì đó, thì em uh, đổi máy khác cho mọi người ha Và mọi người cứ yên tâm tại vì chất lượng máy nhà em là rất là ok luôn nhà em á là mua máy chạy về từ bên nhật về để bán chứ không có phải là sửa chữa mọi người không có lo cái chuyện đó máy là dinh nguyên khoản luôn mọi người ha nó sao thì em để như vậy cũng mục đích của mình là cũng muốn mua máy thiệt là đẹp thiệt là nhìn ok để mình bán cho khách là nó dễ được không được thôi đỡ mất thời gian á mọi người cho nên đây là đây này hp 450 g5 ha mọi người rồi cảm ơn mọi người